Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với lại kênh giới thiệu workman cầm tay của One Second Click By. Thì tiếp tục với chương trình video giới thiệu các sản phẩm cầm tay, thì hôm nay mình giới thiệu cái chiếc MD đến từ hãng Kenwood, có mã là Kenwood DMC-P33. Rồi, thì trước mặt các bạn là chiếc Kenwood DMC-P33 màu bạc. Thì chiếc này Kenwood nó phát hành ra 3 màu, màu hồng, màu bạc và màu xám đen. Thì đây là mình đang giữ chiếc màu bạc. Và Kenwood phát hành ra lúc đầu tiên vào năm 2001. Máy có chiều dài là 79,7. Đây, chiều dài 79,7. Bề rộng là 72,8 và bề dài này là 15,6. Máy nặng 87 g, rất là nhẹ ha. 87 g chưa bao gồm pin, và nếu có pin thì nó nặng 111 g. Rồi, máy này nó là hàng phổ thông của Kenwood ha. Thì về tổng thể thiết kế thì Kenwood nó làm cái mặt kim loại. Trước sau đều kim loại hết nhé, kim loại hết. Thì ở đây nó có đánh khuyết các cái vòng tròn, nhìn nó giống như là một hình mặt nhám. Đây là có cái logo mini disc, phía dưới là Kenwood và Portable MD Player DMC P33 ha. Phía trước không có nút điều khiển gì hết, tất cả nút điều khiển Kenwood bố trí mặt sau của sản phẩm ở đây là có logo mini disc. Ở đây là nút hold khóa phím, ở đây là nút giữa là nút play và nút next bài, đây có nút lùi bài, đây nút tạm dừng, và ở đây là tăng âm lượng, giảm âm lượng. Rồi, mặt bên phải sản phẩm đây là cổng gắn chân pin NIMH, cổng pin khá sạch sẽ ha. Rồi, và đây là vị trí để gắn tắp lô pin. Mặt đỉnh của máy không có gì. Mặt bên hông thì gắn cái dây phone và điều khiển từ xa. Mặt dưới thì có nút mở đĩa. Đây, vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu chiếc MD dòng phổ thông của Kenwood. Bây giờ mình sẽ máy này nó có chức năng phát và không có chức năng ghi âm. Thứ nhất, cái thứ hai nữa về nguồn điện thì máy sử dụng pin NIMH và máy sử dụng pin AA bỏ trong hộp pin. Thì bộ máy này mình có những cái gì? Thứ nhất là mình có cái thân chính nè, có một cái dây phone ha, có một cái hộp pin để gắn pin AA và cái điều khiển từ xa, và có cuốn sách hướng dẫn sử dụng ha. Rồi, mình sẽ gắn pin NIMH và mình phát thử một bài để cho các bạn nghe thử cái chức năng phát của máy này. Và cũng nói thêm là cái máy này mọi chức năng điều khiển âm thanh là nó điều khiển trên điều khiển từ xa hết nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các ai có cái model này thì mình biết cách mà điều khiển điều chỉnh cái âm thanh. Rồi, đây là cái điều khiển từ xa của Kenwood theo máy nè. Thì khi chúng ta mở máy lên thì cái điều khiển từ xa này ở bên trên là có nút home. Ở đây có nút mode. Mọi nguồn bắt đầu được bằng nút mode hết này. Bên này có logo. Ở đây nút tạm dừng, nút play, nút tạm dừng, nút lùi bài, next bài và tăng giảm âm lượng ở đây rất cụ thể ha. Các bạn để ý thấy cái chữ mode và nó có để giữa hai cái chữ mà next bài với lùi bài. Bắt đầu ta chỉnh âm thanh, ta chọn chế độ mode này, mode này. Mode thì nó sẽ hiện mode chúng ta sẽ
chọn điều khiển âm thanh ở trong này. Ví dụ như ta muốn chọn điều khiển âm thanh, ta chọn đó, nút mode. Rồi âm thanh là mức, chúng ta bấm cái nút next là nó sẽ set cái chế độ âm thanh. Đó, chúng ta 1, 2 quạt, 3 quạt, 4. Như vậy là cái khiển này là nó điều khiển âm thanh tất cả nha. Rồi, mời các bạn nghe thử, phát thử một bài. Đồn khuya lòng ai thương nhớ vô biên, đó em nhìn anh mắt hoen sầu. Cây quạt DMCP33 thì mình cũng xin nó thêm là cái điều khiển từ xa vì nó dùng lâu rồi thì cái màn hiển thị của nó cũng không được sắc nét lắm nha. Và nhược điểm thì máy này có một số nhiều vết trầy ở xung quanh máy do người sử dụng ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.